Thưa quý vị, Việt Nam được biết đến là quốc gia có nền ẩm thực vô cùng đa dạng và đặc sắc. Đó cũng chính là một trong những lý do du khách lựa chọn Việt Nam làm điểm đến lý tưởng. Thế nhưng trong thời gian gần đây, những vụ việc chặt chém du khách được phản ánh đã khiến cho dư luận vô cùng bức xúc. Mới đây, có 3 du khách người Trung Quốc tố một nhà hàng ở Nha Trang có hành động chặt chém giá 11kg hải sản. Hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc để xác minh làm rõ thông tin này. Vào lúc 11 giờ ngày 10 tháng 4, tài khoản Facebook có tên là Lê Thái Sơn đã phản ánh việc nhà hàng hải sản Nha Bè, địa chỉ 102 Trần Phú, thành phố Nha Trang, có hành vi chặt chém nhóm du khách nước ngoài. Cụ thể, có 3 du khách người Trung Quốc đã vào nhà hàng trên ăn tối. Sau khi dùng bữa xong trong hóa đơn thanh toán, Nhà hàng tính ba người này đã sử dụng hơn 11 kg hải sản, gồm các loại như gẹ, sò, kim cương, mực nháy với tổng số tiền là hơn 8,7 triệu đồng. Bên cạnh đó, khi du khách yêu cầu chuyển khoản, thì quán đã không có tài khoản ngân hàng, chỉ nhận tiền mặt, hóa đơn không thu thuế VAT. Sau khi thông tin trên đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xác minh để giữ gìn thương hiệu du lịch của Nha Trang trong mắt du khách. Sau khi xem xét nội dung phản ánh trên, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang yêu cầu đội quản lý thị trường số 1 chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính kế hoạch, Phòng Y tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Ủy ban nhân dân phường Lộc Thọ khẩn trương kiểm tra xử lý thông tin trên, đề xuất biện pháp xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định pháp luật, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang trước 10 giờ ngày 12 tháng 4 năm 2023 dù tin du khách tố nhà hàng chặt chém có đúng sự thật hay không thế nhưng những vụ việc nâng giá ăn chặn tiền du khách gần đây đã phần nào làm xấu đi hình ảnh đất nước con người việt nam trong mắt bạn bè quốc tế hy vọng rằng trong thời gian tới cơ quan chức năng sẽ vào cuộc chấn chỉnh không để tình trạng chặt chém du khách diễn ra gây bức xúc trong dư luận